Thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi Sun Power by Eco Solar. Nếu quý vị cần có một cái hệ thống solar cho gia đình của mình, vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm tiền, lại nhận được rất là nhiều promotion của tiểu bang cũng như liên bang, thì mời quý vị ghé đến với Sun Power by Eco Solar, số phone là 714-265-9077, 714-265-9077. Và tiếp đến nữa, hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley. Tiệm vàng Miley dù là Phước Lộc Thọ đang đóng cửa, không có mua bán được, nhưng mà tiệm vàng Miley vẫn ship hàng đến tận nhà cho quý vị thân tài gõ cửa. Cho nên quý vị vẫn có thể mua sắm vàng, bạc, nữ trang, đồng hồ Rolex cùng với tiệm vàng Miley mỗi ngày thứ ba từ 1:30 cho đến 3 giờ. Từ 1:30 cho đến 3 giờ có tại ba băng tần của VNTV cũng như trên YouTube live streaming, đó là Miley Diamond Show. Miley quý vị viết dính liền nhau, Miley Diamond Show, mời quý vị theo dõi. Và từ đây cho đến ngày 23 tháng 6 thì tiệm vàng Miley sẽ có phần bốc thăm trúng thưởng cho ngày lễ Father's Day, cho nên quý vị đừng bỏ qua nha, nhớ mua sắm để có thể có cơ hội nhận được quà. Tiếp đến nữa là chúng tôi cũng hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần. Công ty Tony Trần có đầy đủ tất cả những sản phẩm để phục vụ cho quý vị, từ đông trùng hạ thảo cho tới Moringa 950, cũng giống như là các loại dầu như dầu sức mạnh con tê giác rất là tuyệt vời. Rồi tặng cho quý vị mask nè, quà tặng đó, tặng cho quý vị mask hay là glove, găng tay rất là tốt. Cho nên quý vị nhớ tìm hiểu thêm, đón xem talk show mỗi ngày để quý vị có thể biết được những promotion của Tony Trần. Số phone là 714-949-8688, 714-949-8688. Và sau đây là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi đi vào tin chính, tôi xin có lời chia sẻ với cô Mỹ Linh. Không biết là Mỹ Linh có biết là cái loại dầu gì mà có thể cứu được mọi người ở trong tất cả các loại dầu chúng ta hay xài không? Dạ, dầu có đọc rất là nhiều, đọc rất nhiều tài liệu. Dạ. Đó là cái loại dầu xanh. Dầu xanh đó là dầu xanh là kết tinh từ khuynh diệp đó. Nó là một cái loại dầu mà có thể cứu tử hoàn sinh. Chúng thấy là ngày xưa chúng ta thấy đi đi chợ, đi chùa, đi nhà thờ, đi đám đông mà tự dưng có người trúng gió, có chai dầu xanh rồi cái là tỉnh lại ngay. Cái đó rất là hay. Và có một bác sĩ cũng đã cho biết một cái bài báo là có cái loại dầu xanh khi mà bà chính bà đã bị ngộp thở, nhưng mà may và trong túi bà có chai dầu xanh thì người bạn đã xoa cái dầu xanh ở bà tỉnh lại mà trước khi vào nhà thương. Dạ, nói chung là quý vị cần có một chai dầu trong túi. Dạ. Dạ. Nhưng mà phải đến với Tony Trần. Đến Tony Trần cũng có dầu xanh luôn. Dạ, đó, có đầy đủ phục vụ cho quý vị, từ dầu sức mạnh con tê giác cho tới dầu xanh hiệu con ó, cái nào cũng có để phục vụ cho quý vị nha. Dạ rồi. Thưa quý vị, hôm nay thì ông luật sư của gia đình George Floyd family tên là Ben Crum nói rằng là người giới chức hiệu trách cho ông biết là đã chuẩn bị để đưa ba cái người cảnh sát mà trong cái vụ mà giết Floyd được ra tòa. Trước đây trong một tuần thì mấy người này chỉ bị nghĩa là ngưng việc thôi, ngưng việc chứ không có ai mà đưa ông ra tòa. Mà bây giờ ngày hôm nay thì nhà chức trách đã quyết định là đưa tất cả ba ông này ra tòa, coi như là đồng phạm trong vụ giết người của Floyd. Thì đây là một tin vui. Trước đây chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, hỏi tại sao ba cái tay kia mà nó đứng, một cái tay đứng nó cản không cho người ta để đến cứu người khác. Cũng như là cô Mỹ Linh đã chiếu cho quý vị một cái YouTube, thấy là có mấy người đứng xem la hỏi yêu cầu là ngưng đi, mà một cái tay người Á Châu đứng lại còn trợn mắt trợn mũi, còn giơ nắm đấm lên, còn hăm dọa mấy người quay phim nữa. Thế là tất cả mấy người này bắt buộc là phải bị trừng trị, chứ không phải là những người là vô can đâu. Không phải vì chính tôi không có đè đầu gối xuống mà không có bị trừng trị, tại vì nếu mà không có mấy cái người mà đứng bên cạnh mà bao vây cản cho những người khác họ tới thì có thể anh ta không chết. Và ngày hôm nay thì công lý cũng đã được sáng tỏ một phần, tức là ba cái người kia đều bị, tức là cả bốn người cảnh sát có mặt ngày hôm đó, cả bốn người đó, anh bị giết người, anh bị hai cái tội giết người, manslaughter và murderer, bị hai tội giết người bậc một, và manslaughter là giết người bậc hai, bị hai tội luôn. Mà còn ba người này thì coi như là đồng phạm accomplice. Dạ, thưa quý vị, tiếp đến nữa, xin mời ban kỹ thuật cho mình lên bản tin số 9. Bản tin này liên quan đến là vợ của viên cảnh sát Derek Chauvin đã để đơn gọi là ly dị, giống như quý vị đã biết. Nhưng mà ngày hôm nay có một tình tiết thêm nữa là cô yêu cầu được đổi tên của mình
khi mà nộp hồ sơ ly hôn luôn. Tức là cô không có muốn dính dáng gì tới người chồng này nữa hết, và giống như là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh này vậy. Và khi mà đệ đơn thì người vợ cũ của viên cảnh sát Derek Chauvin, tức là Kelly Chauvin, đã yêu cầu được thay đổi họ tên, và ngay cả ở trên cái title nhà của họ, họ cũng muốn đổi luôn. Cô Kelly Chauvin đã ly thân với chồng từ hồi ngày 28 tháng 5, tức là một ngày trước khi anh ta đã bị buộc tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát ở cấp độ 2 vì cái chết của George Floyd. Và hồ sơ trích dẫn sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân này là không thể cứu vãn, và họ đã kết hôn từ hồi tháng 6 năm 2010. Như vậy thì cho đến nay thì là gần 10 năm thôi, chưa tròn 10 năm nữa. Và cô trong cái đơn ly hôn của mình thì cô quyết định là cô nói cô muốn đổi tên, và đổi họ đổi tên luôn, không có dính dáng gì tới cái họ Chauvin của chồng mình nữa. Và ở trước đây thì cô được gọi là Kelly Thảo hay là Kelly Sion, và cô này cũng yêu cầu được toàn quyền sở hữu đối với tài sản của họ, của cặp vợ chồng này ở Oakdale cũng như là Minnesota và Windermere ở Florida. Tức là cô yêu cầu được sở hữu tất cả những quyền tài sản này, còn cũng phân chia công bằng các xe nè, cũng như tài khoản ngân hàng, và cũng như là cô không cần một sự trợ giúp nào từ chồng nữa hết, tại vì cô có nguồn thu nhập riêng với lại thu nhập từ một người Brewster. Cho nên là cuối cùng thì cô đã thật sự đệ đơn ly hôn, và không những đệ đơn ly hôn mà còn không muốn dính dáng, là bằng cách muốn thay đổi họ tên của mình luôn, thưa quý vị. Thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có thưa quý vị một cái tin không có vui về những đứa trẻ của người Việt. Nhưng bây giờ lại có một tin vui, chúng tôi rất là hãnh diện để giới thiệu quý vị một cô phi công người Việt Nam tên là Nguyễn Anh Thư. Rất là trẻ, khoảng chừng trên 20 mấy tuổi thôi. Cô này đã 18 tuổi, trốn nhà đi học bay một mình. Học bay một mình, và bây giờ cô là giảng viên của trường dạy bay của Hoa Kỳ. Và cô đã chuẩn bị bay một mình vòng quanh thế giới. Thưa quý vị, cô được một sự yểm trợ của một ông tướng phi công hồi hưu. Và ông tướng này ông nói rằng luôn luôn là đó, chúng ta thấy một cái hình dáng một người thiếu nữ Việt Nam rất là trẻ trung và năng động. Cô đang đi ở trên sân bay, và có được một ông tướng kia thì ông nói rằng là ông tướng nói là nước Mỹ luôn luôn là nợ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên ông hỗ trợ cho cô này hết mình. Bây giờ cái chuyến bay sắp sửa vòng quanh thế giới của cô này thì sẽ tốn khoảng chừng $1 triệu. Nhà cô cương quyết đi bằng mình, và thưa quý vị, không phải là một máy bay lớn mà cô sẽ bay vòng quanh thế giới với một cái máy bay một cánh quạt mà thôi. Đây là một cái sự kiện, quý vị thấy cái máy bay của cô đó. Máy bay là một sự kiện rất là lớn, tại vì trước đây Sangashi Pori là người cũng đã bay một mình vòng quanh thế giới trong máy bay một cánh quạt và đã mất tích. Thì đây là thứ hai cô này muốn lập lại kỷ lục, cũng máy bay bay một mình nhá. Và máy bay nhỏ một cánh quạt thôi. Máy bay nhỏ một cánh quạt thôi, không phải là máy bay lớn, thưa quý vị. Đó là một điều hãnh diện cho người cộng đồng Việt Nam. Hy vọng là cô sẽ có một chuyến đi bình an và chinh phục được cái ước mơ của mình. Ghi vào sách kỷ lục Guinness của thế giới. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là xin mời ban kỹ thuật cho mình lên bản tin số 10. Bản tin này liên quan đến có một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi mà đã gọi là có thể là ông ta đã giao một chất nổ ở Minneapolis, thưa quý vị. Trong khi mà bạo loạn ở đây đang diễn ra gọi là vô cùng khốc liệt, thì cảnh sát đã gọi là thực hiện những cái cuộc điều tra của mình để mà tránh những cái cuộc bạo loạn nguy hiểm hơn có thể xảy ra. Thì có một người đàn ông đã bị chính quyền của Indiana, của Minneapolis bắt giữ vì nghi ngờ ông ta đã gọi là phân tán những cái thuốc nổ. Người này là một người đàn ông tại Illinois đã bị bắt vì tội gây rối loạn dân sự, mang theo một cuộc bạo loạn và sở hữu các gọi là các dụng cụ để có thể phá hoại được, như là một cái chất nổ. Vụ đụng độ đã diễn ra giữa những người biểu tình đầy bạo lực ở Minneapolis. Trong các video đã được đăng tải trên tài khoản Facebook vào ngày 29 tháng 5, thì người đàn ông có tên là Matthew Lee Rupert, 28 tuổi, đã được nhìn thấy là đã gọi là phát các kiếp nổ cho những người bạo loạn và khuyến khích họ là ném các kiếp nổ này đó vào các nhân viên thực thi pháp luật. Và như vậy đó thì khi mà đội SWAT đó, họ coi được, họ phát giác ra được cái Facebook này và có cái sự lan truyền những cái kiếp nổ nguy hiểm như vậy, thì ngay lập tức họ tìm đến cái người đàn ông này và bắt giữ ông ta để mà có thể ngăn chặn những cuộc bạo loạn mạnh mẽ hơn có thể diễn ra, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái tin liên quan đến chính trị của Hoa Kỳ và quốc tế. Mới đây Tổng thống Donald Trump cũng là tuyên bố rằng là cái khối G7 cũng có những cái sinh hoạt hơi lỗi thời,
cho nên ông đã xin hoãn lại cái vấn đề này và dự định sẽ tổ chức vào một địa điểm khác. Tuy nhiên cái việc ông đề nghị với khối G7 là làm cho nhiều quốc gia cũng không có đồng thuận với ông, tức là ông muốn cho nước Nga trở lại khối G7 này. Chúng ta biết trước đây Nga cũng ở trong khối G8 nhưng bị các nước trục xuất ra khỏi, bởi vì nước Nga đã mang quân xâm chiếm Crimea, là một cái lãnh thổ của Ukraine. Thì ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump cũng muốn mời Nga trở lại, cũng như mời Bắc Hàn luôn. Tức là theo Tổng thống Donald Trump thì càng có nhiều sự hiện diện ở các quốc gia mạnh trên thế giới thì cái vấn đề mà cái tổ chức này càng mạnh hơn, nhưng mà rất là nhiều quốc gia khác không đồng ý. Nước Đức đã tuyên bố không có tham dự kỳ này, còn nước Anh và Canada thì phản đối kịch liệt, họ tuyên bố họ sẽ phủ quyết vấn đề này. Đây là một vấn đề tế nhị trong vấn đề ngoại giao quốc tế, thì chúng tôi không biết là sẽ đi đến kết quả thế nào, chúng tôi sẽ báo cáo quý vị biết sau. Và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc có hai thành phố lớn ở tại California, đó là Beverly Hills và thành phố Torrance, đã tiếp tục mở rộng cái việc là luật giới nghiêm curfew của mình thêm một thời gian nữa, có thể là sẽ kéo dài miết cho đến ngày thứ ba, thứ tư luôn, để mà bảo vệ an toàn cho hai thành phố này. Một số các thành phố ở khắp miền Nam California đang bắt đầu muốn nới rộng thêm, gia hạn thêm cái thời gian gọi là lệnh giới nghiêm của mình thêm vài ngày nữa để mà tiếp tục bảo vệ sự an toàn cho những người dân khi mà những cuộc biểu tình và cướp bóc vẫn đang diễn ra. Các quan chức ở thành phố Beverly Hills cũng như Torrance đã tuyên bố sẽ gia hạn thêm cái lệnh giới nghiêm của mình ở tại khu vực của LA County. LA County thì sẽ tiếp tục giới nghiêm cho đến ngày hôm nay và tiếp tục thì có lệnh thêm nữa, và chúng ta phải chờ xem, nhất là những người dân ở tại Los Angeles thì sẽ có được những cái alert gửi đến tận phone của những mọi người luôn để mà cho biết cái thời gian mà bị giới nghiêm như thế nào, và các những chi tiết của các thành phố thì sẽ có được ở trên website của thành phố cũng như là những thông tin được gửi đến cho người dân. Quý vị có thể tìm hiểu. Riêng thành phố Garden Grove thì sẽ toàn gọi là tuyên bố tình trạng giới nghiêm từ ngày bắt đầu từ hôm nay, là từ ngày hôm qua, rồi từ 6 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng, và tiếp tục ngày hôm nay nữa cũng từ 6 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng, cho được đến khi mà có bất kỳ cái lệnh nào thay đổi mới thì chúng ta vẫn phải tuân thủ, và không ai được phép ra ngoài trong lệnh giới nghiêm. Cái này là giống như lần trước khi mà chúng ta bị COVID-19 á, trong thời gian giới nghiêm á, là cái đó gọi là order to stay home, tức là mời quý vị ở nhà, kêu gọi quý vị ở nhà, đó là lời kêu gọi, còn đây là curfew, tức là lệnh giới nghiêm, là quý vị nào mà vi phạm sẽ bị phạt. Và có những thông tin Mỹ Lên đọc được, cái này là Mỹ Linh đọc được ở trên Google ha, và người ta nói là nếu như mà vi phạm, đặc biệt là những trẻ em, những ở tuổi teenager đó mà vi phạm lệnh giới nghiêm thì chắc chắn là sẽ bị dẫn cảnh sát dẫn về nhà ngay lập tức. Lần thứ hai thì sẽ bị warning và nói chuyện với lại gia đình. Lần thứ ba là sẽ phải bị phạt tiền $1,000 và ở tù mấy ngày. Cho nên là nhất định là phải ở nhà, và nhất là các em teenager đừng có đi ra ngoài trong thời gian curfew, rất là quan trọng cho bản tin này nha. Và thành phố Garden Grove thì chúng ta sẽ có hai ngày lệnh giới nghiêm được ban bố, là đêm thứ ba và cũng như đêm thứ tư. Dạ, cảm ơn quý vị. Đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.